Thưa quý vị, như VTC14 đã phản ánh, dự án xây dựng phát triển trang trại sản xuất nông nghiệp và dịch vụ môi trường sinh thái tại thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, vốn đã được kết luận có nhiều vi phạm từ 18 năm trước. Thế nhưng đến nay, các sai phạm cũ chưa được khắc phục, nhưng đã nảy sinh các sai phạm mới. Bức xúc trước tình trạng này, người dân nhiều lần phản ánh đến báo chí, chính quyền địa phương, những mong có sự vào cuộc kịp thời để ngăn chặn các vi phạm. Tuy nhiên, cho đến nay, các sai phạm vẫn tiếp tục, còn các biện pháp xử lý chỉ như bắt cóc bỏ đĩa. Ghi nhận của phóng viên VTC14. Ngày 15 tháng 5 năm 2023, chiếc xe tải mang biển kiểm soát 38C17355 chở phế thải và tập kết tại khu vực dự án xây dựng phát triển trang trại sản xuất nông nghiệp và dịch vụ môi trường sinh thái tại thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh. Ít phút sau, chiếc xe tải mang biển kiểm soát 51C95559 tiếp tục chở phế thải và tập kết tại khu vực này. Việc này đã được ghi hình, phản ánh trong các bản tin của VTC14. Việc tập kết phế thải, vật liệu xây dựng vào khu vực dự án được xác định là trái phép và hành vi này đã từng bị Ủy ban Nhân dân xã Tam Đồng xử phạt vào hồi tháng 10 năm 2022. Thế nhưng, sau phản ánh của VTC14, với các bằng chứng ghi hình đầy xác thực, không hề có một biên bản xử lý vi phạm nào được ban hành cho hành vi vi phạm này. Chưa dừng lại ở đó, ngày 6 tháng 6 năm 2023, người dân phát hiện nhiều xe tải chở phế thải vật liệu xây dựng vào tập kết tại khu vực dự án đã gọi điện báo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã và trưởng Công an xã Tam Đồng. Việc này đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam Đồng xác nhận và khẳng định đã cử lực lượng công an đi ghi nhận và xử lý. Tuy nhiên, kết quả xử lý ra sao thì phải đến ngày 21 tháng 6 khi được phóng viên hỏi đến, vị chủ tịch này mới trao đổi với lực lượng công an để nắm bắt tình hình. Thế thôi à? Chứ có Thành Minh Lương mới này luôn à? Hôm đông xe mà hôm 6 ấy. Chắc là hôm đấy là không lập biên bản hay như nào. Đúng ra lực lượng công an xã là phải xuống lập biên bản, yêu cầu xử lý và bắt xe về để làm việc. Nhưng mà này cái đồng chí công an thì chưa làm được cái nhiệm vụ đấy. Sử dụng đất thì sai mục đích, trên đây dự án trang trại sản xuất sinh thái cơ mà làm sao ai cho phép được để vật liệu đấy. Cho nên tôi đang muốn thì tôi cũng đang đề nghị là các cơ quan chức năng vào cuộc để sớm xử lý cái dự án này, chứ không có thể khác được, đây ông đang sử dụng trái mục đích rồi. Từ tháng 9 năm 2022 đến nay, các hành vi vi phạm trên đất dự án xây dựng phát triển trang trại sản xuất nông nghiệp và dịch vụ môi trường sinh thái tại thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng liên tục được tuyết còi bằng một loạt các văn bản hành chính. Tuy nhiên, chỉ duy nhất một quyết định xử phạt được ban hành đối với một lái xe vi phạm, mức phạt 3,5 triệu đồng. Chưa hề có quyết định xử phạt nào được áp dụng đối với chủ đầu tư dự án. Trước những sai phạm cũ, các biện pháp xử lý đã đưa ra bị treo đến 18 năm vẫn chưa được thi hành. Các sai phạm mới phát sinh và việc xử lý kiểu cho có như trên, liệu có tiếp tay cho thái độ nhân luật của tổ chức hay cá nhân vi phạm? Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh thì cho rằng còn nhiều nội dung cần phải xin ý kiến. Các cái nội dung của hai cái kết luận này thì cũng có những cái nội dung là đã tổ chức thực hiện, cũng một phần tổ chức thực hiện cũng đã xong rồi. Ví dụ như là tổ chức xử lý cán bộ. Đấy. Còn những cái nội dung mà liên quan đến cái việc thu hồi dự án chẳng hạn ấy. Đấy, hoặc là chấm dứt thì cũng có rất nhiều cái liên quan đến hệ lụy, thì là cái này cũng phải xin ý kiến của các cơ quan đơn vị. Thế đó có phải là cái khó khăn lớn nhất để khiến cho chúng ta phải mất 18 năm để xin ý kiến không ạ? Thế thôi, nhưng vì nó cũng trải qua rất nhiều thời kỳ. Đấy, qua nhiều cái thời kỳ lãnh đạo của các cơ quan bộ phận chuyên môn. Đấy, nên là hiện nay là có thể là các cái hồ sơ liên quan tổ chức thực hiện cái này thì chúng tôi sẽ tiếp tục để chỉ đạo rà soát và sẽ thông tin sau. Ông Đô cũng cho biết Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh sẽ tập trung xử lý dứt điểm các sai phạm này trước ngày 15 tháng 7 năm 2023. Người dân huyện Mê Linh lần này lại tiếp tục trông chờ vào sự quyết liệt của chính quyền huyện Mê Linh, trông chờ những sai phạm sẽ được xử lý nghiêm để bảo vệ tính nghiêm minh của pháp luật.